Vâng, đồ gỗ Tùng Táng xin kính chào quý khách và xin giới thiệu quý khách là hôm nay là 16 giờ ngày đúng 16 giờ ngày 14 tháng 10 2018. Vâng, thì đây là hình ảnh của bác Hoạch và con trai của bác nhỉ, đang vào để ký duyệt bộ sập thờ chân 24 và bằng gỗ Mita. 100% bằng loại Mita và bác đã đặt từ mấy tháng trước rồi. Đương nhiên là người ta lưới rồi. Chúng tôi đã tuyển chọn gỗ là rất là kỹ lưỡng và đặt là lõi, trần lõi luôn. Gỗ rất đẹp và dày dặn và nó theo kích thước của bác là cái bàn thờ này là có kích dài 2m07 và rộng 1m07 và cao 1m17. Hôm nay đã hoàn thiện phần thô và bác đã vào ký nhận và kiểm tra trước khi sơn. Và đây là hình ảnh của bác duyệt và cất chủ, và đây là con trai của bác. Đây là quay chi tiết cho quý vị xem. Sập này là đục đầu lân chân móng và rất là vững chãi. Dạ tôi được tứ linh cân, giữa là đầu hổ phù, hai bên là hai phượng hai ly. Rất là sắc nét. Cái khung của nó là bao nhiêu? Cổ là đục đầu, cổ là đục lưỡng long chầu ngoẹt và riêng cổ là đục công rất là đẹp, tay hết. Vâng, tôi xin cảm ơn bác Duyệt và đã tin tưởng và đã đặt đồ của cơ sở chúng tôi, và xin cảm ơn bác.